Và xin mời anh Dương Đình Ngọc, đại diện tổ trọng tài Lê Nhận Hoa. Và xin kính mời đồng chí Thế Anh lên tặng hoa cho tổ trọng tài. Xin cảm ơn. Các cầu thủ sẽ có mặt ở khu vực của ban tổ chức để tham dự lễ bế mạc của giải đấu. Xin mời đồng chí Thế Anh sẽ lên tặng hoa cho anh Dương Đình Ngọc là đại diện của tổ trọng tài. Một lần nữa xin cảm ơn. Sau đây sẽ là phần vinh danh cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu. Xin mời cầu thủ Văn Hùng của FC Phố Muộn và thủ môn Phạm Trọng của FC Phố Muộn sẽ lên để nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ vô phá lưới của giải đấu và thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu. Anh mời anh Bộ đi. Mời anh Bộ. Xin mời anh Tiến Bộ sẽ lên để trao giải cho hai cầu thủ của FC Phố Muộn. Xin cảm ơn. Một lần nữa xin mời anh Tiến Bộ sẽ trao hai phần thưởng cho vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu. Đó là Tuấn Hùng và Phạm Trọng. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vận động viên của FC Xóm Lẻ sẽ lên để nhận huy chương bạc. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Thanh Tùng và anh Thế Anh sẽ lên để trao huy chương bạc cho các cầu thủ của FC Xóm Lẻ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời anh. Bạn à. Alo. Đâu, thằng của bên đúng không? Bạn à. Bên nó đang nghe điện thoại. Ở đây. Làm gì cô? Người này à? Xin trân trọng kính mời các cầu thủ của FC Xóm Lẻ và anh Thanh Tùng cũng như là anh Thế Anh sẽ lên để trao huy chương bạc cho các cầu thủ Xóm Lẻ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời hai anh. Thank you.
Sau đây sẽ là phần quan trọng nhất của giải đấu, phần trao huy chương vàng và cúp vàng cho đội bóng vô địch của giải đấu lúc này. Xin kính mời đồng chí Văn Thi và anh Thanh Tùng sẽ quay trở lại khu vực của ban tổ chức để trao huy chương vàng cho đội bóng vô địch giải bóng đá nam thanh niên thôn Nguyên Anh lần thứ 7. Sẽ lên nhận cúp vàng đó là FC Phố Muộn. Xin mời anh Văn Thi và anh Thanh Tùng sẽ lên để trao huy chương vàng và cúp cho FC Phố Muộn. Xin trân trọng kính mời hai anh. Kính thưa quý vị, giải bóng đá nam thanh niên thôn Nguyên Anh năm nay 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm, tạo điều kiện. Xin chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn thể đã hỗ trợ giúp đỡ. Xin cảm ơn tổ trọng tài đã nhiệt tình, trách nhiệm và công tâm điều khiển giải đấu diễn ra thành công. Xin chân thành cảm ơn các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận cầu hay, những pha bóng đẹp và những bàn thắng. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn các vận động viên đã cổ vũ, các cổ động viên đã đến sân để cổ vũ nhiệt tình cho các đội. Thay mặt ban tổ chức, xin tuyên bố giải bóng đá nam thanh niên thôn Nguyên Anh năm 2024 xin kết thúc tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Ban tổ chức sẽ có mặt ở khu vực giữa sân, đúng trung tâm của máy quay để chúng ta hãy cùng chụp những ảnh lưu niệm để kỷ niệm một giải đấu rất thành công với FC Phố Muộn với những trận đấu cực kỳ khó khăn trước những đối thủ vô cùng đáng gờm, và ngày hôm nay họ đã rất xuất sắc để đánh bại FC Sóng Lẻ để chính thức lên ngôi vương của giải đấu năm nay. Một lần nữa xin chúc mừng FC Phố Muộn cũng như ban lãnh đạo. Rất tuyệt vời, một lần nữa chúng tôi cũng xin chúc mừng FC Phố Muộn với chức vô địch năm nay. Hy vọng rằng họ sẽ có những giải đấu thành công hơn nữa trong năm 2024. Xin cảm ơn.